Xin chào Nobita. Tao là Doraemon, nhiên phong ca, một con mèo mày đến từ thế kỷ 22. Vì tao thấy cuộc đời của mày quá là thất bại và thảm hại, nên tao quyết định ở đây để giúp cho cuộc đời của mày khá hơn. Doraemon. Không nha. Doraemon cho tao biết á, mà nó mập mập, tròn tròn, dễ thương, giọng nói nó đáng yêu. Chứ không thể nào mà nhìn như này được. Thế là mày không biết rồi. Mày có biết về thuyết đa vũ trụ không? Là sao? Rồi, ở trong đa vũ trụ này tồn tại rất là nhiều phiên bản Doraemon khác nhau. Trong đó có Doraemon mập, Doraemon cao, Doraemon thấp, hay thậm chí là viên gấu có play Doraemon. Và tao cũng là Doraemon, nhưng nhiệm phong xa. Ngày xưa, khi tao đang như bao con mèo bay bình thường khác, tao đang ngủ, thì có một con mèo nhiệm phong xa đi tới. Nó cắn vào tay của tao. Thế nên tao mới trở thành hình dạng quái thai này đây. Mỗi lần mà tao gặp mèo, tao lại xem hờ về ta. Sao nghe ảo thế nhỉ? Nhìn mày đúng pha ke luôn đấy. Cái gì thế? Đây. Trong 5 giây tiếp theo, mồm mày sẽ đau đấy. Vô lý. Sao? Bố mày đi về. Quản à! Được rồi, cậu đẹp trai, cậu xin được chưa? Thế à, nếu cậu là Doraemon thật đi, cậu cho tôi xem vài bảo bối chứng minh xem. Rồi, ta sẽ cho mày thấy sức mạnh của công nghệ thế kỷ 22. Món bảo bối đầu tiên, cánh chuồng thời gian. Khi tao đưa bất kỳ món đồ vật nào tao muốn vào trong này, tao phải tua nhanh thời gian hay quay ngược thời gian để đưa đồ vật về trạng thái mà tao mong muốn. Thử với cái này xem. Thôi sao chứ. Mày chưa làm bài tập đúng không? Không phải lo. Bước tính mày. Nó sẽ giúp cho mày giải bài tập siêu nhanh luôn. Thử đi. Xong chỉ trong vài giây. Chứ sao? Tuy là nó dạy tao lâu, nhưng thực sự nó đã làm rất nhanh. Chưa. Tao có cái này hay hơn nữa. Đa lưng dịch chuyển. Khi mày đeo đa lưng dịch chuyển này vào và mày ấn chọn địa điểm, nó sẽ đưa mày đến bất cứ đâu mà mày muốn. Thật kìa chứ gọi như cánh cửa thần kỳ ở vũ trụ này đấy. Đi rồi. Ừ.
Giờ thì tin rồi đúng không? Nói chung á, sứ mệnh của tao là đến đây để giúp tương lai của mày khá hơn. Thế nên chú mày phải ngoan ngoãn và nghe lời anh nghe chưa? Vậy hợp tác vui vẻ. Chốt vậy đi. Chào khán giả kênh Cha En và Sơ Cô Đập Phá. Để tôi nói cho mọi người biết, trà sữa ngon thế này mà không ai mua thì vứt cái nó đi. Cha En, Sơ Cô, sao các cậu lãng phí vậy? Cái này còn uống được mà. Nobita, mày làm hỏng mà sức quay bọn tao rồi. Bọn tao đang quay TikTok mà. Phi vào mà hút TikTok. Hai cậu định trở thành TikToker hả? Cậu quê mùa quá Nobita. Xem đi. Xoay em và Seiko đập phá 20.000 người theo dõi. Sao các cậu nổi nhanh quá vậy? Sắp tới tớ còn rủ cả lớp mình làm TikToker nữa cơ. Bố của tớ là bạn thân của giám đốc công ty truyền thông. Gì làm mà chẳng nổi tiếng. Lúc đó mỗi người trong lớp sẽ là một hot TikToker. Đúng đấy, tao còn định dùng TikTok để làm ca sĩ nổi tiếng nữa. Sê cô, cậu cho tao tham gia với đi. Tao cũng muốn nổi tiếng. Riêng Nobita thì không được nha. Tại vì cậu vừa học đọc lại còn bất tài nữa. Nếu cậu vô nhóm của tụi mình, cậu sẽ phá hỏng hết mất. Được rồi Chen, đi thôi. Kệ nó đi. Bà hút. Lãng phí lắm đó. Thức hết đi nha. Shizuka! Nobita, cậu đi đâu vậy? Tôi đang định đi tìm cậu luôn á Shizuka. Tôi đang định quay TikTok nè. Quay trên cấp bộ á. Nhưng mà tôi lại thiếu một người đi quay cùng. Shizuka! Hay là... Thôi nha, không có quay chung gì hết nha. Đôi khi rủ tôi rồi. Xin lỗi không nha. Đó, mới nhắc là tới rồi. Chào Nobita. Chào đi Phi. Tôi đi trước nha. Làm nào Nobita. Hả? Nobita cũng tập chơi cấp tốc đi nha. Chứ tôi thấy ông hơi ít follow á. Tự dày vò không ngôi bao đêm thâu. Giờ tôi muốn em hiểu hết tâm tình, để lòng tôi lắng yên. Mình và Shizuka lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời. Đã lỡ biết trước em và để ghi bên nhau. Chuyện là như vậy đó Doraemon. Không tin được là tụi nó lại coi thường người khác đến như vậy. Phải vậy. Giờ mày có bảo bối gì, mày cho tao mượn đi. Tao muốn trở thành một TikToker nổi tiếng nhất Việt Nam. Và rồi tao sẽ dằn mặt tụi trai em và sẽ có cái này không được nha.
Nếu mày trở thành một người nổi tiếng, mày sẽ gặp rất là nhiều rắc rối đó. Tao không quan tâm. Làm gì thì làm, miễn là tao trở thành TikToker là được. Hay là chả có nghe vậy mày cũng không làm được cả con mèo bất tài vô dụng. Biết ngay mà, làm sao mà mày giỏi vào con Doraemon trong chuyện được. Mũ tạo thế giới theo yêu cầu. Với món bảo bối này, nó sẽ giúp mày tạo ra một thế giới đúng như mong muốn. Và ở thế giới đó, mày sẽ là người nổi tiếng. Giống như tuổi hiện tại nếu như. Đúng vậy, nó kiểu như vậy đó. Món bảo bối này là sẵn sàng rồi đấy. Tại tao nói trước là sẽ hơi đau nha. Hả? Nổi tiếng nhớ đừng quên tao nhá.